Xin kính chào các con rời, loài người từng đoàn kết cùng nhau thống nhất quan điểm. Trên thế giới không có gì là tuyệt đối cả. Rất chính xác, nhưng trong tennis thì Roger Federer chính là định nghĩa của sự tuyệt đối. Đến đây nhiều người sẽ thắc mắc tại sao một cộng đồng bóng đá lại nói về quần vợt. Thì xin thưa, 10 thằng ghiền bóng đá thì 9,5 thằng xem tennis. Và nếu như trong bóng đá có Pele, Maradona hay Ronaldo, công thức 1 có Michael Schumacher, Tour de France có Lance Armstrong, VTV có Lại Văn Sâm thì tennis có Roger Federer. Anh xứng đáng bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại sau chức vô địch Wimbledon 2017. Tôi đã nghe đến biệt danh tàu tốc hành từ khi Linka vẫn còn chưa ra đời. Và hồi đó tôi thậm chí còn chưa được kết nạp đoàn. Cho tới tận bây giờ tôi đã tốt nghiệp đại học và đang ngồi đây chém gió thì Federer vẫn cầm vợt và có những set đánh đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Chung kết Wimbledon 2017 có lẽ là trận đánh mà Thượng Đế đã sắp đặt mọi thứ để dành cho cây vợt vàng người Thụy Sĩ. Cilic, đối thủ của Federer, bất ngờ trở thành Antoine Griezmann phiên bản tennis khi vinh dự trở thành một kẻ làm nền cho tay vợt vĩ đại bậc nhất thế giới. Và chấn thương của anh càng khiến người ta tin vào định mệnh. Đang căng thì đứt dây đàn mà anh đang xem xẽ thì nàng sang chơi. Và chấn thương đã hỏi thăm Cilic theo một cách không thể ức chế hơn. Có lẽ lúc này ước mơ của tay vợt đồng hương với cả Luka Modric là bị trầm cảm sau sinh. Thiên thời địa lợi nhân hòa, trong một ngày mà bão về Việt Nam, mưa to như xúc động trước sự ngỡ ngàng của các fan tennis, thì Roger Federer có lần thứ 8 lên đỉnh tại Wimbledon. Anh đã vượt qua hai tên tuổi khác là Rensor và Sampras để trở thành người vô địch Wimbledon nhiều nhất trong lịch sử. Tàu tốc hành với cú hat-trick trước Cilic đã trở thành tay vợt đầu tiên vô địch mà không thua bất kỳ một set nào sau 41 năm ở Wimbledon. Federer cũng có lần thứ 2 vô địch Grand Slam mà không thua một set nào sau Australia mở rộng năm 2007. Chưa hết, gừng càng già càng cay, còn dai càng gay thì càng đẹp. Federer trở thành tay vợt cao tuổi nhất đăng quang tại Wimbledon trong kỷ nguyên Open. Tay vợt người Thụy Sĩ sinh trùng ngày với ngày thành lập trường đại học xây dựng ngày 8 tháng 8 và đồng trang lứa năm 1981 với giáo sư Cù Trọng Xoay. Với Wimbledon 2017, Federer đã có cú đúp Grand Slam trong năm Đinh Dậu sau Úc mở rộng. Ở độ tuổi mà nhiều người đã yên phận về mở cửa hàng tạp hóa và đi đóng quảng cáo để kiếm thêm kim tiền, thì con tàu vốn đã chinh phục tất cả các ga tàu trên hành trình mang tên quần vợt vẫn tiếp tục những bước chạy bền bỉ của mình. Cảm ơn Federer, người đã khiến cả những tín đồ của túc cầu cũng phải vỡ òa với thật nhiều những cảm xúc. Chúc mừng huyền thoại của tennis, Legend of quần vợt, chào thân ái và xuất sắc. Game bóng đá.vn, kết nối niềm đam mê túc cầu.